tin tức tinh túy, kênh tin tức số 1 Việt Nam. Trần Bảo Toàn, cầu thủ ghi bàn giúp U23 Việt Nam chiến thắng trước Thái Lan là ai? Dù chỉ nằm trong nhóm viện binh nhưng Bảo Toàn đã có những phút thi đấu tỏa sáng hết sức. Tối ngày 26 tháng 2, sự chú ý của người hâm mộ đổ dồn về trận chung kết tại khuôn khổ giải đấu vô địch U23 Đông Nam Á giữa U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan. Trải qua nhiều phút thi đấu, cân tài cân sức, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã xuất sắc vượt lên dẫn trước đối thủ duyên nợ sau pha ghi bàn thần sầu của tiền vệ Trần Bảo Toàn. Ngoài chúc mừng cả đội tuyển, dân tình còn không quên tìm kiếm thêm thông tin về Bảo Toàn. Được biết, Bảo Toàn sinh năm 2000, quê ở Quảng Ngãi, hiện đang chơi tại vị trí tiền vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trên thực tế, Trần Bảo Toàn không xuất phát từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal GMG, mà đến từ lớp năng khiếu của câu lạc bộ này. Dẫu vậy, nam cầu thủ vẫn được các huấn luyện viên đánh giá cao. Điểm mạnh của Bảo Toàn là khả năng đi bóng tốt, dứt điểm đa dạng và chạy chỗ thông minh, cùng nền tảng thể lực dồi dào. Anh thậm chí còn được giới cầu thủ gọi là công phượng mới của phố núi. Tại giải đấu vô địch U23 Đông Nam Á 2022, Bảo Toàn nằm trong nhóm viện binh được bổ sung vào lực lượng thi đấu sau khi hàng loạt cầu thủ của tuyển nhận kết quả dương tính với Covid-19. Anh chàng cùng 3 đồng đội khác thậm chí phải di chuyển đường bộ qua Campuchia bằng xe đò. Tuy chiều cao không quá nổi bật nhưng Bảo Toàn lại sở hữu gương mặt khá điển trai, khiến nhiều người liên tưởng đến Tiến Linh Văn Đức. Đó là lý do mà nam tiền vệ thường xuyên được các fan girl điểm danh trong list nam thần sân cỏ. Trên sân lăn xả nhưng ở ngoài đời, Bảo Toàn cũng chỉ là một chàng trai 22 tuổi với gu ăn mặc trẻ trung. Trang cá nhân của Bảo Toàn hiện đang có 14.000 lượt người theo dõi. Bên cạnh việc theo dõi diễn biến trận đấu còn dành thời gian để tâm tia trai đẹp, một cái tên cũng gây chú ý không kém Trần Bảo Toàn của đội tuyển U23 Việt Nam.